Rồi, gian hàng bán đồ ăn vặt của trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Mời cả nhà ghé giúp hội nha. Ghi âm vô đây luôn rồi. Đó luôn rồi. Đây là gian hàng nước của trường em nha. Ghé giúp hội cho thầy Tài nha mấy con ơi.